Hi, xin chào bạn, mình là Tròn ha. Clip các bạn đang xem đó là bốn em cá cực kỳ đẹp luôn, ba em cọp đỏ và một em bò sữa siro màu trắng đen ha các bạn. Thì kích thước của các em này sẽ là size 25 cm và cái sính lễ sẽ là 30 tờ vé số cho một em. Thì mình về được tầm cỡ khoảng bốn em thôi, và bốn em này đã được một chị gái tên Thanh lựa chọn rồi ha các bạn. Thì bây giờ là cái quá trình mình sẽ bỏ cá vào trong bao bermuxi và gọi shipper tới để lấy những em cá này giao cho chị Thanh ở quận nhất. Rất là cảm ơn chị đã lựa chọn và tin tưởng những em cá ở bên em. Thì ngoài những cái lô cá cọp, những lô cá con màu sắc ra, thì lâu lâu mình cũng sẽ về những cái lô cá nó rất là đẹp, nó rất là lạ, để phục vụ cho những dịp cuối năm cũng như giống như dịp Tết thôi các bạn. Thì bạn nào yêu thích những dòng cá bên mình thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số ở trên avatar của mình có sẵn ha. Rồi, bây giờ cái quá trình mình đang chờ shipper tới để lấy cái bao cá giao cho chị Thanh. Thì hiện tại thì ngày hôm nay trời rất là nắng ha các bạn, rất là gắt luôn. Rồi bây giờ anh shipper đã tới rồi, mình sẽ bàn giao cái những em cá này về chủ mới của nó, và mong rằng những em cá sẽ có được một chủ thật là tốt và được một cái môi trường sống thật là tốt, phát triển hết mức để tỏa sáng được cái vẻ đẹp cực kỳ là yêu mến của các em đó ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.